99% các nhà đầu cơ chết đinh trên thị trường chứng khoán cuối cùng đều gánh lấy kết cục, đó chính là thua lỗ. Theo một cái nghiên cứu của trường đại học California tại Berkeley, thì họ nghiên cứu ở Đài Loan từ năm 1992 đến năm 2006, thì cho biết đâu đó chỉ có 5% những người chết đinh ở trên thị trường là có lãi hàng năm, và sau 15 năm thì về cơ bản chỉ có 1% có lãi, còn 99% còn lại là lỗ. Thì thực tế này không những đúng ở Đài Loan mà cũng tương đối đúng ở Việt Nam. Thì theo một cái nghiên cứu của AZFIN Việt Nam trên một cái diện thì cũng không phải quá rộng, nhưng chúng tôi cũng nhận thấy rằng về cơ bản thì cũng có tới khoảng 95% các nhà đầu tư thua lỗ. Thì đâu là nguyên nhân mà khiến cho các nhà đầu tư lại có thể thua lỗ nhiều đến như vậy? Thì AZFIN Việt Nam tổng hợp được các nguyên nhân như sau. Thứ nhất, đó là các nhà đầu tư chết đinh quá nhiều ở trên thị trường chứng khoán, thì về cơ bản họ mất quá nhiều các cái phí cũng như là thuế trả cho nhà nước. Bên cạnh đó chính là chi phí lãi margin. Chúng ta hãy thử tưởng tượng như này: mỗi một giao dịch mua bán cộng thêm thuế là mất 0,4%. Những nhà đầu tư lướt sóng thường xuyên thì một năm họ làm lên đến khoảng độ 50 vòng, tức là đã mất 20% rồi. Trong số đó họ lại sử dụng margin rất nhiều nữa, cho nên số vòng có thể lên đến 100 vòng. Từ đó có thể mất tới 40% giá trị tài khoản của mình. Đó là còn chưa kể chi phí lãi vay margin rất cao ở Việt Nam, lên đến 13-14%. Trong khi thị trường chứng khoán một năm chỉ tăng đâu đó khoảng 11-12% mà thôi. Chính vì thế cho nên đa phần họ thua lỗ là một điều rất dễ hiểu. Thứ hai, đó chính là những người tham gia chết đinh đầu cơ ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam đa phần là những tay mơ, tay ngang từ những ngành khác chuyển sang. Ví dụ họ có thể là giáo viên, có thể là nhân viên ngân hàng, nhân viên bất động sản, hay là có thể là công chức nhà nước. Họ không chuyên về đầu tư, không chuyên về lướt sóng, nhưng họ lại rất thích lướt sóng trên thị trường chứng khoán. Bởi vậy cho nên kết cục thua lỗ gần như là một điều tất yếu. Và yếu tố thứ ba khiến cho nhà đầu cơ thua lỗ rất nhiều ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đó chính là về cơ bản họ phải đối đầu với những con cáo già, sói già ở trên thị trường này. Thì chúng tôi đã từng làm cho ngành chứng khoán hàng chục năm, do đó chúng tôi cũng biết rất nhiều các doanh nghiệp kinh doanh trên cổ phiếu của chính mình. Họ là những người hiểu rõ nhất cái giá trị cổ phiếu của mình. Do đó khi giá cổ phiếu xuống rất sâu, thậm chí họ có thể tung thêm các tin đồn ra, từ đó khiến cho các nhà đầu tư cá nhân đua nhau cắt lỗ với cái giá rẻ bèo bọt. Và lúc đó chính các chủ doanh nghiệp họ lao ra và họ gom lấy cổ phiếu của chính mình, và cũng từ đó tạo đáy đìa lên. Đến khi các cổ phiếu có giá cao ngất ngưởng rồi thì họ bơm ra rất nhiều các cái tin tốt cho các nhà đầu tư, và đồng thời với đó họ cũng bán ra cái lượng cổ phiếu rất lớn. Và các anh chị cũng đừng ngây thơ hiểu rằng họ bán ra hay mua vào là phải công bố, bởi vì họ đâu có dùng tài khoản của mình để làm điều đó. Thực tế có khá nhiều các chủ công ty chứng khoán năm nào cũng thấy tăng vốn bằng lần, họ lấy tiền ở đâu ra để có thể đập vào tăng vốn như vậy? Về cơ bản đa phần họ lấy từ việc kinh doanh cổ phiếu của chính mình ở trên thị trường chứng khoán, sau đó lấy tiền đó đập vào tăng vốn để phục vụ mục đích gọi là đầu cơ chết đinh như vậy đó. Bên cạnh đó thì các nhà đầu tư khi tham gia thị trường chứng khoán với tâm lý chết đinh thì phải tìm những cái cổ phiếu có sóng, có biến động rất mạnh ở trên thị trường chứng khoán để tham gia. Và những cái cổ phiếu đáp ứng được các cái tiêu chí đó thì đa phần lại là các cổ phiếu đầu cơ, cổ phiếu giấy, ví dụ như FLC chẳng hạn. Quý vị có thể thấy có những phiên giao dịch lên đến hàng trăm triệu cổ phiếu, thu hút được rất nhiều các nhà đầu tư quan tâm. Rồi hay là những cổ phiếu như cổ phiếu ROT, giá trị không đáng 1-2 ngàn, nhưng người ta thậm chí còn đẩy lên giá 200 ngàn đồng. Thế do đó nhà đầu cơ tham gia vào những cái deal đó, những câu chuyện đó, thì việc thất bại là một điều rất dễ hiểu. Chính vì thế cho nên AZFIN Việt Nam cũng rất mong muốn được hỗ trợ, trao đổi cùng quý vị để làm sao giúp nâng cao những cái trình độ phân tích đầu tư của mỗi nhà đầu tư, đặc biệt đó là trường phái đầu tư giá trị. Khi đó sẽ phù hợp với tất cả các anh chị, đặc biệt là những người ngoài ngành khi tham gia đầu tư trên thị trường cổ phiếu. Bởi vì chỉ có đầu tư giá trị thì chúng ta mới không lo ngại là chủ doanh nghiệp UPO, hay không lo ngại là cổ phiếu đó sẽ ra đi mãi mãi không trở lại như các doanh nghiệp MTM, KSS, KSK, vân vân và nhiều cổ phiếu khác nữa. Bởi vậy cho nên AZFIN rất khuyến khích các anh chị
là những nhà đầu tư không chuyên thì hãy cố gắng tập trung theo cái phương pháp đầu tư giá trị để có thể đồng hành cùng các cái doanh nghiệp tốt, mang lại cái hiệu quả cao trong tương lai. Trên đây chính là những cái trao đổi, chia sẻ của tôi cũng như AZFIN Việt Nam muốn gửi đến quý vị trong cái nội dung đầu tư giá trị từ A đến Z. Rất hy vọng rằng với những nội dung này sẽ góp ích phần nào cho quý vị có thể đầu tư hiệu quả hơn trong tương lai, giúp quý vị xây dựng được một kênh đầu tư thu nhập thụ động, cao, bền vững, hướng đến tự do tài chính.